Sau khi luộc bắt đầu mà nước sôi thì tôm hùm đã chuyển sang màu đỏ một chút này, thì chúng ta sẽ cho ra để chúng ta sẽ bóc cái phần thịt. Đây chúng ta sẽ bóc cái phần thịt này ra. Mùi như là Đây chúng một ta sẽ cắt ở giữa. Chỉ cần cắt luộc sơ thôi thì là ta có thể bóc được cái phần vỏ ra. Cái nước này chúng ta sẽ cho vào để nấu cháo này. Đây, cả phần này chúng ta sẽ cho vào nấu cháo. Thịt tôm, bóc thịt phần thịt tôm ra để ta xào. Cái món cháo tôm hùm này thì cả nhà dùng cái phần xương của tôm hùm, phần xương của phần chân và phần đầu của tôm hùm để chúng ta sẽ nấu với lại cháo. Thì cái nước dùng để nấu cháo thì chúng ta sử dụng luôn cái nước luộc chế biến tôm hùm này. Cái phần bột cháo ấy thì chúng ta sử dụng đậu xanh và gạo, thì chúng ta cho một chút đậu xanh vào để cho nó ngậy. Ta sẽ cho toàn bộ cái phần xương và nước luộc tôm hùm vào để chúng ta hầm với cháo, thì cái cháo này nó sẽ rất là bổ dưỡng cũng như là nó rất ngọt. Nguyên liệu đã chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ cho vào nồi áp suất để hầm trong vòng tầm khoảng 15 phút. Sẽ hầm cháo trong vòng tầm 15 phút. Phần gạo và đậu thì đã ngâm trước đó rồi, thì chúng ta chỉ cần nấu với thời gian ngắn như thế thôi. Sẽ cháo sẽ nhiều được. Em ơi cho ấy đi, cho cha gia vị vào đi. Dâu nó đỏ chưa bạn? Cha gia vị vào để xong là cho luôn cả rau thơm vào em ơi. Đấy là cái khung của đậu xương. Cả luôn cho cả luôn nào. Xong là múc ra. Tía tô với hành. Biết còn lên cơm lên cháo không? Ít thôi vậy thôi. Mà lấy cái này con lấy đây. Không, hai đây hai đứa chơi nhau cũng thử lâu hết, nhưng mà cũng có lúc một nhiều thì cũng thế nào cũng thử có lúc. Con không? Nhiều hết chưa? Chiến tranh xảy ra. Chưa chưa có cái gì mà nó đã ngon là ngon rồi. Này siêu ngon này. Cháo như tươi. Giờ mới biết cái chân gì ra. Ra gò đấy, bắt đầu cũng nó gò nhỉ. Cái tôm hùm là thì sao nó lại không bán được. Rồi, chúc cả nhà ngon miệng nha. Xuất khẩu.